Phương Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thấy gì qua việc Việt Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện? Giới phân tích quốc tế cho rằng, sau khi Tổng Bí thư Trọng qua đời, Việt Nam khó có khả năng từ bỏ chính sách ngoại giao cây tre. Nhưng hiện nay có một số nhận định cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, sau hơn 2 tháng nắm quyền, chính sách đối ngoại thân phương Tây và ra mặt chống Bắc Kinh đã thể hiện ngày một rõ rệt, bất chấp số đông trong giới lãnh đạo đảng đã yêu cầu ông Tô Lâm phải duy trì chính sách đối ngoại cân bằng giữa phương Tây, Nga và Trung Quốc. Và đây là hình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron. Mới đây, ngày 7 tháng 10, ông Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Sau cuộc hội đàm giữa ông Tô Lâm với Tổng thống Pháp Macron ở Paris, lãnh đạo hai nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt-Pháp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện là mức cao nhất. Như vậy, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đáng chú ý, cho đến nay, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 8 quốc gia, gồm có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Pháp. Trong đó có đủ 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là mục tiêu trong chiến lược đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra từ Đại hội thứ 9. Đây cũng là một bước tiến trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Theo một số đánh giá, điều đó có thể đã khiến Trung Quốc thực sự không hài lòng. Bởi lý do, Việt Nam đã tập trung ưu tiên cho việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các quốc gia chủ chốt tham gia vào khối NATO châu Á, tức là các quốc gia chủ chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Và đây là hình Đại tướng Lương Cường. Đây cũng là các quốc gia hình thành các liên minh Quad, AUKUS để chống lại Trung Quốc, bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc và Hàn. Có ý kiến cho rằng, từ chính sách ngoại giao cây tre, Tổng Bí thư Tô Lâm dường như đã nhảy sang chính sách đối ngoại, chọn phe phương Tây và Hoa Kỳ để chống lại Bắc Kinh. Một điều đáng ngạc nhiên, phe chống Tô Lâm lại lặng câm như hến, người ta không thấy bất kỳ một phản ứng đáng kể nào như trước đây. Dẫu rằng trong những ngày đầu nắm quyền, ông Tô Lâm được cho là vẫn ngấm ngầm hay công khai có các biểu hiện khiến cho Bắc Kinh giận dữ, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông với Bắc Kinh. Trong khi thái độ chung của các lãnh đạo Hà Nội là không muốn công khai chống Bắc Kinh vì sợ làm phật lòng Trung Nam Hải. Cũng theo ý kiến trên, không dừng lại ở đó trong chính sách đối nội, có lẽ ông Tô Lâm vẫn tiếp tục đốc thúc khởi động lại chiến dịch đốt lò. Những vụ việc trước đây ít lâu tưởng chừng đã đóng hồ sơ như các vụ án Nhàn AIC, Cây Xanh Công Minh đã xuất hiện trở lại trên truyền thông. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Thậm chí có nhận định cho rằng, theo kế hoạch ngày 20 tháng 10 tới đây, việc Quốc hội dự kiến bầu tiếp một tân chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm sẽ thêm phần khó đoán. Vấn đề tới đây sẽ là bầu hay không bầu và ai sẽ được bầu. Nếu có tân chủ tịch nước thì việc cải cách thể chế của Tô Lâm sẽ ra sao? Với quyền lực bao trùm trong đảng, ông Tô Lâm có thể rời tổng hành dinh, đi công du nước ngoài vài tuần lễ và không hề lo lắng quyền lực sẽ bị thất lạc vào tay phe quân đội. Điều đó cho thấy quyền lực của Tô Lâm đã và đang trở nên vững như bàn thạch. Do đó có suy đoán cho rằng cuộc bầu bán bổ sung nhân sự chủ tịch nước dễ gì sẽ diễn ra trong tháng 10 này. Theo đó, ông Tô Lâm và phe cánh còn nhiều mưu mô cũng như nhiều cách thức để hóa giải vấn đề này. Có khi đó chỉ là chiêu Tô Lâm đang dụ rắn ra khỏi hàng. Chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thấy gì qua việc Việt Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Nguyễn Văn Nên có tư tưởng phản động, sao Đảng không trừng trị. Vào ngày 5 tháng 10, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi làm việc nhằm tháo gỡ vấn đề pháp luật đang bị vướng tại thành phố này. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã buông ra một câu mà giới phản biện vẫn hay nói rằng cái vướng xuyên suốt vẫn là thể chế. Thể chế là một hệ thống pháp chế gồm hiến pháp, các bộ luật, quy tắc, quy định, chế định của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo. Hệ thống pháp chế này do nhà nước ban hành, trong đó thể chế chính trị và thể chế kinh tế là hai thể chế lớn được quan tâm nhiều nhất. Quan trọng nhất vẫn là thể chế chính trị vì nó chi phối mọi thể chế khác, trong đó có thể chế kinh tế. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang dùng quyền lực nhà nước để mà can thiệp sâu vào thể chế kinh tế một cách thô bạo, khiến cho nền kinh tế phát triển méo mó. Điều này khiến cho các nước Âu Mỹ chưa chịu công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường, dù bao nhiêu năm qua các tứ trụ hết lần này đến lần khác sang năn nỉ họ. Trong thể chế chính trị mà Đảng Cộng sản đang áp đặt tại Việt Nam, có một nguyên tắc đã trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng vô pháp, đó là không xem xét ý kiến của người dân khi thông qua luật pháp, đặt luật pháp dưới luật của Đảng, thậm chí luật Đảng bị đặt dưới ý muốn của một người, đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản. Mặc dù chính quyền của Đảng Cộng sản vẫn dựng lên Quốc hội, nhưng thực chất là Đảng hội, bởi trên 96% đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản. Đa số các quan chức trong nhánh hành pháp, tư pháp cũng đều tham gia vào Quốc hội. Một ít thành phần ngoài đảng chỉ để mà làm cảnh mà thôi. Cái gọi là Quốc hội đó không làm luật phục vụ dân mà chỉ làm luật phục vụ cho đảng. Lâu nay, quan chức từ trung ương đến địa phương vẫn hay đổ lỗi cho cơ chế để biện minh cho những nhiệm vụ thất bại của họ. Mà cơ chế chính là quy trình bộ máy nhà nước phải làm theo. Có vô số cơ chế tồn tại trong thể chế chính trị này mà cơ chế nào cũng làm vướng các chính sách, từ chính sách lớn đến chính sách nhỏ. Như vậy, thể chế kinh tế và các cơ chế đều do thể chế chính trị này đẻ ra. Vậy thì cái gốc của vấn đề khiến cho mọi chính sách gặp khó khăn vẫn là thể chế chính trị. Ông Nguyễn Văn Nên nói rằng cái vướng xuyên suốt vẫn là thể chế. Ông không hề nói đến thể chế chính trị, bởi chỉ cần thêm từ chính trị thì chẳng khác nào ông chính là người chống lại đảng. Dùng từ thể chế một cách chung chung là cách chỉ ra nguyên nhân nhưng vẫn tránh được tội chống đảng. Xem ra ông Nên có tư tưởng tiến bộ hơn so với nhiều quan chức cùng trang cùng lứa. Nhưng cũng như những quan chức khác, ông vẫn sẽ bảo vệ cái thể chế chính trị thối nát này vì quyền lợi cá nhân của ông và những đồng chí tham nhũng trong đảng. Thể chế chính trị này sẽ đảm bảo cho Đảng Cộng sản một mình một chợ, trục lợi trên xương máu của 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là quyền lợi to lớn khiến không một quan chức nào muốn thay đổi thể chế cả. Mặc cho người dân khốn cùng, nghèo đói, thì quan chức vẫn giàu sụ, vẫn xây biệt phủ, vẫn cho con đi học trời Tây với chi phí mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng. Vấn đề về thể chế đã bị dư luận xã hội phản đối từ rất nhiều năm qua, tuy nhiên đáp lại, Đảng cho xây nhà tù nhiều hơn, tăng ngân sách cho Bộ Công an nhiều hơn nữa và cho phép Công an được tùy tiện hành động hơn. Miễn sao Công an đảm bảo bảo vệ cho Đảng, bảo vệ miếng ăn cho các đồng chí ở trong Đảng. Phát biểu của Nguyễn Văn Nên để thể hiện, để đánh bóng tên tuổi chứ không thực sự muốn một sự thay đổi cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguyễn Văn Nên có tư tưởng phản động ra sao và Đảng lại không trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de